Ok, bữa nay tôi phải đi Vancouver với Tom, Andre, Karen luôn luôn á, yes. So yeah, so tôi mới đưa cho Cassidy Derek và Roy thấy cái này luôn á, yeah. Bữa nay tôi rất là buồn quá luôn, so tôi sẽ vui vẻ với tại tôi nhớ lại Daniel mới lắm luôn á, so Daniel tay nhớ lại mà giống như kiểu tôi giống Tom kiểu tôi phải nói cho Tom cho ý cam Tom biết cái này luôn á. Yeah, Daniel kia như cam Tom luôn á, thầy phải đưa cho mấy lần thầy bữa tôi buồn á tôi phải có Andrea à. Tôi phải nói cho Andre biết cái này lẫn tay Andre cho tôi một cái cây cờ em lẫn á. Yeah. Sao tôi chụp ảnh tôi Stephanie là gì vậy á. Đây khi tôi quá rồi tôi muốn đưa cho Andre à. Bữa nào tôi phải làm bù lại cho Jack lên tay. Tôi muốn được khoe cái đó cho Andre càng thấy cái này lẫn. Yeah. Tôi sắp sửa bữa nay tôi phải bóp tôi bữa khác tôi phải nói cho Khabe biết cái này lần á tay nhớ lại Christina tôi cho Karen thấy cái này lần rồi tôi rất là buồn nghề chắc là nói cho Karen biết cái này lần á. Yeah, ok bây giờ tắt cái này gần tới rồi lần á, so off máy bay đó lần á, yes, here in and out rồi. Yeah, máy bay đó lần. Whoa, hang on, you FedEx truck, you fuck you, FedEx truck. Yeah, okay, tắt cái này, yeah, tới rồi, yeah.